Ba điều ước. Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Zip. Chàng được một tiên ông tặng cho ba điều ước. Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, rít bỏ cung điện ra đi. Lần kia, gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện, nhưng có của, rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui. Chỉ còn điều ước cuối cùng, nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, rít ước bay được như mây, chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời, dưới biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê. Lò rèn của rít lại đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng của dân làng, rít thấy sống có ích mới là điều đáng